cái con người của mình nó có những cái vector, tức là nó có những cái chí hướng khác nhau ngay trong nội tâm của mình, nó đã lung tung chí hướng rồi. Thì cái chí hướng quan trọng nhất mà tôi vẫn hay gọi đùa là sợi chỉ đỏ, hay đặt tên là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời, tức là cái vai đủ lớn, tiền không thể đánh đổi được, tiền và tình không đánh đổi được, thì gọi là sợi chỉ đỏ, vector màu đỏ. Cái vector này nó chính là giá trị và triết lý sống. Đâu là triết lý sống sâu sắc nhất, đâu là niềm tin sâu sắc nhất của các bạn, thì nó là cái vector này. Cái khát khao mong muốn là cái vector này. Cái kinh nghiệm sở trường là cái vector này. Cái đam mê, niềm vui, mình làm vì mình vui, mình làm vì mình có đam mê là vector này. Và thời gian rảnh là vector này. Vậy tất cả những vector này mà nó ráp lại cùng chiều, chúc mừng các bạn, cuộc đời của các bạn chắc chắn 100% thành công. Không nói đến 99, nói luôn 100% thành công. Vừa thành công vừa hạnh phúc. Còn nó không ráp lại mà nó cứ lung tung như thế này, thì nó gọi là bị lệch giá trị, bị lệch sứ mệnh, bị lệch đam mê, bị lệch sở trường, thì cuộc sống nó bắt đầu nó lộn xộn. Bắt đầu nó lộn xộn. Thì bây giờ các bạn phải kiểm chứng lại trong cái tờ giấy mình ghi ấy, là các vector này nó cùng chiều hay nó ngược chiều nhau, hay nó lung tung chiều nhau. Tự ngồi review lại đi. Tôi lấy một ví dụ nhỏ nhỏ này. Cái sợi chỉ đỏ nhiều người không tìm được thì mình bỏ trống nhé, là có những sợi chỉ đỏ không có. Rồi, khát khao mong muốn. Khát khao mong muốn của tôi là được thành Mỹ Tâm, được thành Lam Trường, được thành Sơn Tùng. Rồi, kinh nghiệm sở trường của tôi là đi chụp hình. Khát khao mong muốn của tôi thì lại muốn thành ca sĩ. Thời gian rảnh thì tôi đi nhậu. Rồi, thì có ba vector khác nhau chưa? Thời gian rảnh thì đi nhậu. Đam mê niềm vui của mày là gì? Là đánh bạc. Thì có phải là bốn vector khác nhau không? Thì có phải cuộc đời cái thằng đó nó nát như tương không? Vì chính nội tâm nó giằng xé. Gì nữa? Còn nếu mà nó thuận chiều như thế này này, thì nó làm việc gì cũng có một hướng à. Thời gian rảnh nó cũng đi về cái hướng đó. Nó làm vì niềm vui cũng đi về cái hướng đó. Nó làm vì sở trường cũng đi về cái hướng đó. Và nó làm vì cái giá trị sống của nó cũng đi về hướng đó. Thì những người này rất hiếm nha. Người các vector cùng chiều là hiếm. Các bạn tự kiểm chứng lại xem các vector của các bạn cùng chiều hay trái chiều nhiều. Tự ghi ra đi, tự đánh dấu giá lại. Khi mà chúng ta trùng nhau sợi chỉ đỏ, trùng nhau sợi chỉ đỏ và trùng nhau cái đam mê, cái niềm vui trong công việc, cái đam mê trong công việc, là coi như các bạn trùng nhau gần như toàn bộ. Những yếu tố còn lại là yếu tố phụ. Bạn nào mà trùng được thêm sở trường nữa thì quá mừng, quá mừng. Nhưng yên tâm, 10 người ngồi đây thì ít nhất 7 người không tìm ra sợi chỉ đỏ. Tức là chúng ta đến với cuộc đời này vì cái giá trị lớn nhất là gì, vì cái triết lý lớn nhất là gì, các bạn không viết được đâu. Thì tạm gác sợi chỉ đỏ lại, các bạn vẽ những vector còn lại, ghi nó ra xem nó có vẻ đi cùng về một hướng không. Ngày xưa tôi làm máy vi tính, tôi có một cái thằng em, nó sửa máy vi tính rất giỏi, sửa laptop rất giỏi. Nhưng mà các bạn biết đam mê của nó là gì không? Là chụp hình. Nó kiếm được bao nhiêu lương, về nhà nó mua cái ống kính 5.000 đô, nó đổ hết tiền vào máy chụp hình. Thứ bảy chủ nhật nó chỉ vác máy chụp hình, nó đi chụp linh tinh rồi nó đi rửa mất mấy triệu. Vợ con suốt ngày cằn nhằn nó kệ. Tức là đam mê là chụp hình, nhưng sở trường của nó là sửa máy tính.
Còn sợi chỉ đỏ nó không có. Tức là nó sống vì ý nghĩa gì sâu sắc nhất nó không trả lời được. Vì cái thằng đã đam mê chụp hình rồi thì không bao giờ trả lời được sống vì cái gì đâu. Vì bản chất chụp hình là một công việc rất vô nghĩa. Hình ảnh nó có sẵn như thế thôi, chẳng qua chúng ta coi nó là đẹp thì chúng ta chụp, chúng ta lưu lại thôi mà. Chứ còn bản chất tự nhiên nó không có khái niệm. Nó nở hoa hay nó tàn hoa là cái vòng đời của một cái bông hoa, có sinh có diệt. Nhưng vì con người đặt là hoa nở mới đẹp, mình mới chụp nó. Xong rồi mình lưu trữ những hình ảnh đó lại thành sấp và gọi là nghệ nhân, thế thôi. Nhưng đứng ở dưới góc vũ trụ quan thì những nghệ nhân nó rất vô duyên. Nhưng đứng ở dưới góc độ nhân sinh quan thì chúng ta du di, chúng ta chấp nhận được. Thì đấy là hai vector. Hai vector. Bạn đó thì nổi trội lên hai vector. Còn một vector nữa là đi nhậu. Thứ bảy chủ nhật thì đi chụp hình, nhưng những ngày thường làm 5 giờ chiều về thì đi nhậu. Vậy là có ba vector: thời gian rảnh của ngày thường thì đi nhậu, thời gian rảnh của thứ bảy chủ nhật thì đi chụp hình, còn sở trường thì là sửa laptop. Vậy cuộc đời bạn đã có ba vector. Mà ba vector này trùng nhau hay vênh nhau? Đi nhậu, chụp hình và sửa laptop có trùng nhau không? Hoàn toàn vênh nhau. Nên bạn đó thành công chắc chắn không bao giờ có được, không bao giờ làm được. Bạn nó cùng lắm chỉ kiếm sống dư giả một chút qua ngày vì có tay nghề giỏi thôi. Còn thực sự cuộc đời là một sự trải nghiệm trên nền tảng của thành công hay trên nền tảng của hạnh phúc là bạn không làm được. Rồi các bạn viết ra vector của mình xong chưa? Đâu cho xem cái coi. Chấm bài cái coi. Bạn nào trùng được nhiều, giơ tay đọc lên cho cả lớp nghe. Đây, bạn này trùng. Cái việc giỏi nhất của em đó là đào tạo và phát triển đội ngũ coaching. Khát khao trái bỏng mà chưa làm được, đó là việc đào tạo mà trao những cái giá trị mà mình có cho cộng đồng. Công việc yêu thích nhất là đào tạo và phát triển con người, phát triển đội ngũ. Nếu 3 đến 5 năm nữa có nhiều tiền thì sẽ làm những công việc đào tạo thiền và phục vụ cộng đồng. Thời gian rảnh đi học, đi thiền, cà phê bạn bè và ở nhà. Tương đối các vector gần như cùng chiều hết rồi đấy. Bạn Thư hả? Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 39. 39 tuổi. Chồng con thế nào? Độc thân. Độc thân. Thế các vector cùng chiều tốt đấy. Có chồng có con không cùng chiều được đâu. Còn nó khóc nó cứ mất chiều á, tự nhiên chiều nó xoay lung tung rồi. Hiện giờ em đang làm ở đâu? Em đang làm cho thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Cho thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Dạ. Yeah. Cái vector này liệu có cùng chiều không? Tức là 8 tiếng làm việc liên quan đến làm đẹp. Không, em đang phụ trách cái đội ngũ marketing và công việc chủ yếu của em ở đó là xây dựng đội ngũ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đào tạo cho nhân viên. Thì đó là cái công việc em yêu thích. Nhưng mà khi em đào tạo rồi thì họ làm cái nghề gì? Ví dụ mình đào tạo họ đi buôn thuốc lá cũng là một đào tạo. Họ mình đào tạo cho họ làm nghề gái bán bia ôm cũng là một nghề đào tạo, cũng là đào tạo. Nhưng mà cái kết quả của mình ra là họ phục vụ cái gì? Cái việc đó có ý nghĩa không? Việc đó có chiều sâu không? Hay việc đó nó cũng cạn cợt thôi? Ở đây là mình đang tập nói thẳng với nhau nhé. Nên các bạn nào mà lỡ đụng chạm ngành nghề thì xí xóa bỏ qua, nghiến răng lại bỏ qua. Rồi. Tại vì các bạn biết là những cái nghề cái kiểu như làm đẹp là thường là chánh mạng hay tà mạng trong bát chánh đạo. Thường thường thôi. Thường thường nó không phải chánh mạng đâu, không phải chánh mạng đâu. Nên cái đam mê cống hiến về giáo dục của em là phải đi đúng chất giáo dục. Ví dụ tôi rất đam mê giáo dục nhưng tại tôi giáo dục tụi nó đi giết người, được không? Vì tôi dạy võ mà, nhưng mà tôi lại dạy võ nhóm sát thủ chuyên nghiệp. Cũng được nhá.
Thế là cứ dạy cho được học trò nào là một năm nó về báo cáo, năm qua em giết được 12 thằng anh ạ. Đấy, đạt KPI. Hình dung không? Nên cũng là giáo dục, nhưng giáo dục phải hướng về ba gốc. Em học chánh kiến rồi, đúng không? Cái giáo dục, cái sản phẩm của mình đưa đi ra cuộc đời nó cũng phải hướng về ba gốc. Vì mình cộng nghiệp với sản phẩm mình tạo ra. Em đào tạo được bao nhiêu lớp học trò của em là em cộng nghiệp với học trò của em. Nó làm việc bậy, em mệt mỏi theo. Mà nó làm việc tốt, em được hưởng lấy. Lưu ý cái đó. Đó. Như vậy là những vector của em gần như trùng hết. Nhưng có mỗi vector là thẩm mỹ viện hình như đang quanh quanh. Nó cong cong, nó quẹo quẹo nào. Tôi không dám nói nó ngược lại nhé. Nhưng nó đang bơ vơ ở chỗ đó. Học nhân tướng chưa? Em học rồi. Học rồi. Em bị phạm cái gì trong nhân tướng? Học nhân tướng đầu tiên là soi người hay soi mình? Soi mình. Hiểu mình quan trọng hơn hiểu người. Hiểu được mình để mình cải thiện mình đấy. Quên rồi. Em biết. Không biết. Thôi đi học lại đi. Mai học lại nhá. Miễn cho 75%. Em thấy em có cái trán là nổi trội trên khuôn mặt của em. Mũi có sửa chưa? Mũi có sửa. Ngày trước mũi tẹt hơn đúng không? Nó cũng không tẹt lắm đâu. Tẹt hơn một phân hay gì đúng không? Hay sao? Nó thẳng hơn thôi chứ nó không đến nổi. Trán hơi rô, mắt tam bạch. Bạn này nói chuyện mắt tam bạch, nhìn thấy không? Mắt tam bạch. Thì là ba chiều màu trắng, hai bên màu trắng và ở bên dưới màu trắng. Còn mắt tứ bạch là bốn chiều màu trắng. Còn mắt bình thường của chúng ta là nhị bạch, tức là chỉ có hai bên màu trắng thôi. Còn cái lòng đen nó chạm bên trên, nó chạm bên dưới. Còn nếu mà lòng đen nó không chạm bên dưới thì thành mắt tam bạch, hiểu đúng không? Đó. Mắt tam bạch là nó lộ thần ra, nó lộ thần ra thì mình làm việc nó mệt mỏi, dễ mệt mỏi, dễ quạo, dễ mệt mỏi. Thần nó thoát ra, điều chỉnh lại nhé. Em làm ở cái công ty đó là em lên đến vị trí gì? Có vốn trong công ty đó không? Em không, em là giám đốc marketing của công ty đó. Em có sếp công ty đó ở đây, có chủ ở đây không? Dạ không. Thế một có lời, nhân viên. Thế một lời khuyên rất chân thành, suy nghĩ công việc khác. Một lời khuyên rất chân thành. Tức là cùng một công sức đóng góp cho cuộc đời, hãy suy nghĩ những công việc đóng góp có chiều sâu, đóng góp có ba gốc. Em đang đóng góp rất nhiều nhưng đôi khi nó đi ngược lại ba gốc mà em không biết nha. Khuyên thế thôi, còn em nghe không tùy em. Thì vector nó lung tung chiều một tí kệ rồi. Mấy bạn kia buồn cười về báo cáo sếp kìa, thấy chưa? Cái bàn bên kia cùng bạn bên đây nhìn là đoán ra rồi, thấy chưa? Lùa sếp đi học. Khi mà tụi em cứ về báo cáo sếp xong, nói là thầy đố sếp đi học. Nổi, sếp chịu nổi qua 2 ngày học là thầy đài thọ không cho tiền. Còn nếu không vượt qua 2 ngày học là đóng tiền gấp đôi. Đó, thế là sếp tò mò đi học là sếp thay đổi thôi. Không hẳn đâu, các bạn có những cái bước chuyển tiếp rất hay. Chúng tôi ngày xưa cũng như các bạn vậy thôi. Những năm 20 mấy, 30 mấy tuổi chúng tôi cũng làm ăn như các bạn mà. Rồi đến khi đến năm 38, 40 chúng tôi cũng thay đổi được mà. Tức là đến một cái tuổi nào đó chúng ta đủ trưởng thành để mà rẽ nhánh cuộc đời. Đủ trưởng thành. Các bạn để ý có những cái người ta làm tướng cướp mà. Nhưng tại sao họ chạm vô một lời của Đức Phật dạy, họ chuyển hóa thành một con người mới. Tại sao diễn viên Ngọc Trinh, đúng không? Việt Trinh ngày xưa là tướng sát phu, lấy hai anh chồng đại gia, hai anh chồng bị tử hình chết. Rồi Việt Trinh đi tu 3 năm ở Bình Dương, về thành một con người mới. Bây giờ lại đóng những cái bộ phim vẫn hay như thường mà tính cách nó đầm hẳn lại. Và cuộc sống nó rất là an bình. Tại sao? Mặc dù về nhân tướng là tướng sát phu như thế, là cuộc đời, cuối đời là chết non, chết yếu, chết giật dẹo. Cuối cùng Việt Trinh có bị đâu. Có đến những lúc người ta chuyển hướng được cuộc đời khi người ta nhận ra. Cái đó quan trọng lắm.
Nên năm nay 39 là phải nhận ra là vừa rồi nha, cho thêm một năm nữa để cố mà nhận ra. Rồi. Chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời, phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.